Hi, xin chào tất cả. Lời đến của mình đây. Và mình là Chấp Minh Đức. Đây là video đầu tiên nên là mong được các bạn ủng hộ. Đây, nghe chưa? Mình bố mình vừa mua cho mình một cái gọi là Minecraft gì đó các bạn. Đây, mình quay nhỏ cho các bạn xem nha. Vừa mình lắp không đúng hướng dẫn nên là mình cũng bị một lỗi sai. Nhưng mà mình thêm những cái mà bị trùng á, bị trùng như là con này mình có bị trùng nhưng mà cũng có rồi. Mình cất rồi. Nhà những cái mà chịu phòng để khỏi bị mất. Mình cũng lắp ở đây. Đây như là cái cây này nè. Cái cây này có cái thân này nó có khỏi bị mất luôn. Đó, nhưng mà mình cũng lắp vô rồi. Thì mấy cái chữ nhỏ nhỏ xe xe này nè, mình cũng lắp vô. Đây. Và chúng ta có 3 nhân vật, 4 nhân. Nhân vật. Đây. Các bạn có thể thấy ha. Steve là cái con sư là mình không nhớ tên lỗi các bạn nha. Vâng, và đây là con bò đó các bạn nha. Các bạn thấy không? Bò đó. Và đây là con nha. Thôi nha, con kêu kêu đó. Các bạn thấy thế luôn là chúng ta rất là hay. Và đây cờ gương của bạn. Chúng đây có gì đây? Là một miếng bánh mì không có gì hết. Đây, một miếng bánh mì này các bạn. Có những khe này các bạn nhìn thấy không? Có. Rồi. Và đây. Ôi cái rừng này trời. Đẹp quá luôn các bạn. Đẹp quá luôn. Đẹp quá chừng luôn. Để chúng ta có thể gỡ ra này. Và chúng ta lắp lại được chứ. Đúng không? Đó, không gì để ăn. Đó, không gì xảy ra đâu các bạn. Và nếu mà so sánh với hai em này, con nào thích nhất? Chứ là con này. Trời ơi, nhìn nè các bạn, nhìn nè. Hầm hồn. Này, các những cái xương gọi là được nối lại với nhau không sai một mili luôn. Mà điều đáng phải chê trong cái bộ này nào là mình phải chê tới cái chỗ hai cái phần này. Vì nó hai cái phần khác biệt nhau mà, nên là mình phải nối lại. Nên là cho dù cả là mình cố gắng gì ở đây đó, thì nó cũng phải rời ra đây. Về hai chỗ này nó khoan chân các bạn thấy luôn. Đây cái con này nó cũng có luôn một cái vũ khí, đó chính là cái cung. Mà nếu các bạn biết đây con gì thì vô cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Đây cái cung. Mà nếu mà mình muốn thì mình đặt cái khô lương của bán này ở đâu đó. Thầy mình đút cái giống bánh mì ra như vậy nha. Đó là mình đốt, mình gắn vô đây hai con cờ mình đã vô chuồng nghe coi. À với chuồng này không phải bình dạng thưa đâu nè, cửa nó mở được ra luôn các bạn. Đó, còn đây là mấy cây lúa này chưa chín nè. Đây là cúng mà một cây lúa chưa chín nè, các bạn có thể thấy ha. Ồ, các bạn có thấy rồi. Đây là một cái đầu lâu. À, cái miếng ngô nha. Đây. Đây là có những cái hình demo. Đây nhá. Rồi nhìn này. Chúng ta có thể vô giường để chúng ta làm. Đó. Nhưng mà nếu không đổi cái này nè, chúng ta bị cái con này. Có con trắng trắng này nè. Đó, tấn công. Nhưng nếu chúng ta đổi cái này vào, chúng ta sẽ đi theo nó.